Kính thưa quý vị, đạo diễn J.J. Abrams tăng thêm phần thưởng trong cuộc thi dành cho người hâm mộ Star Wars. Đạo diễn J.J. Abrams, người được chỉ định thực hiện bộ phim Star Wars Episode 7, mới đây đã công bố thêm một phần thưởng mới trong cuộc thi dành cho người hâm mộ, bên cạnh giải thưởng là cơ hội giành được một vai diễn trong phần phim mới. Mang tên Force for Change, sự kiện nói trên đã được công bố từ hồi tháng 5 thông qua một video trên YouTube. Theo thông tin cho biết, toàn bộ số tiền thu về từ cuộc thi sẽ được quyên góp cho chương trình nghiên cứu của tổ chức UNICEF nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề cấp bách nhất của thế giới như dinh dưỡng, nước, y tế và giáo dục. Trong một đoạn video gần đây nhất, đạo diễn Abrams đã tiết lộ thêm một lý do nữa để khuyến khích mọi người tham gia cuộc thi, đó chính là một cảnh quay đặc biệt được thực hiện quê hương của người chiến thắng. Abrams đã thực hiện đoạn ghi âm nói trên tại phim trường của bộ phim hiện đang được quay tại London. Trong đoạn video này, Abrams đã đứng ngay phía trên một phiên bản mới của chiếc phi thuyền X-Wing và bị làm phiền bởi một nhân vật robot trong phim. Để tham gia cuộc thi của Star Wars, người hâm mộ sẽ phải chi ra ít nhất là 10 mỹ kim. Cuộc thi này được kéo dài cho đến hết ngày 25 tháng 7 sắp tới. Sau đó, người chiến thắng sẽ được nhận một chuyến đi miễn phí qua London tham quan phim trường của bộ phim và gặp gỡ với các diễn viên. Ngoài ra, quán quân của cuộc thi sẽ được tham gia một vai diễn trong phim và được tặng một cảnh quay đặc biệt ngay tại quê hương của mình. Thương hiệu Star Wars được tạo ra bởi đạo diễn George Lucas và đã trải qua tổng cộng là 6 bộ phim với doanh thu toàn cầu lên đến 4.4 tỷ Mỹ Kim và một lượng fan vô cùng đông đảo. Vào năm 2012, công ty sản xuất Star Wars là Lucasfilm đã được mua lại bởi Disney với giá là 4.05 tỷ Mỹ Kim. Cùng với hợp đồng này, Disney đã tuyên bố là họ sẽ phát hành thêm 3 phần phim mới, với phần đầu tiên là Episode 7 sẽ được công chiếu vào ngày 18 tháng 12 năm 2015. Để tham gia Force for Change, người hâm mộ có thể ghi danh tại www.omaze.com/StarWars.